xếp vào túi và chuẩn bị về nhá. Đó các bạn thấy chưa? Đấy nhá, rất là vui hôm nay vẫn có duyên với em đó. Hello, xin chào tất cả mọi người. Lại chào mừng mọi người quay trở lại với kênh của mình. Thì vô tình hôm nay mình đi rừng, mình đi tìm ong, nhưng mà vẫn còn duyên còn nợ với em nó. Mọi người biết đây là lan gì không ạ? Đây là lan dáng hương đôi cáo, một loại lan mà cũng khá là nhiều người chơi. Giá trị ở thị trường của hiện tại bây giờ thì độ tầm, nếu mà tính theo cân, độ tầm 250 đến 300 nghìn một cân là có. Còn nếu mà cáo lá xếp đẹp thì người ta sẽ bán theo cây. Hôm nay vô tình mình đã đi gặp khá là nhiều. Đấy, ở cành đấy, ở cành này cũng có cáo nhỏ. Cáo nhỏ thì khả năng tím mình không khai thác. Kìa, ở ngay bên đó cũng có. Đó, các bạn thấy chưa? Đó. Và ngày đằng sau này nữa, các bạn thấy chưa? Đó, rất là nhiều. Hôm nay rất tiếc là mình không mang con GoPro mình đến, thì mình cũng không quay được toàn cảnh là mình hái những cây đôi cáo này cho mọi người. Cái này thì mình cũng nói chung là mình để đây thì sẽ có người khác cũng khai thác. Còn nếu mình hái thì mang về mình chăm thôi. Hiện tại thì ở rừng đã không còn nhiều. Mình sẽ để lại những cây bé để cho nó phát triển, và tầm khoảng 4 đến 5 năm về sau, 3 năm gì đấy, mình sẽ quay lại mình thu hoạch tiếp. Cái này thì được khá là nhiều. Mình thấy ưng khá là nhiều giò. Các bạn đi, giò đây khá là đẹp. Đó. Mình trà bo nhá. Cái này độ cao độ tầm 20 mét thôi. À, vừa tầm ôm của mình luôn. Mình trà bo lên. Rất tiếc là bây giờ mùa hoa cáo đã hết rồi. Cho nên là các bạn cũng không thể ngắm được mùa hoa. Các bạn thấy chưa? Đó. Đây là những cây mà còn sót lại thôi. Là bây giờ ở rừng là hiện tại là không còn nhiều rồi. Bây giờ mình sẽ khai thác và tí mình sẽ xuống mình đếm xem tổng là hôm nay được bao nhiêu cây nhá. Nói chung là lúc khai thác thì mình không có máy ảnh để quay được. Rất tiếc là hôm nay mình không mang con máy ảnh của mình đến. Đây. Đây là một giò. Đó. Cái này chăm được tốt thì rất là đẹp. Cái này mình chơi vừa chơi lá, chơi hoa, dễ cũng đẹp. Chơi lá được rồi. Hoa thì chơi đôi tầm vài ba tháng rồi đấy là nó tàn rồi. Mình chơi lá thôi. Hiện tại ở rừng nó cũng không còn rồi. Cái này mình mấy năm trước mình hái ở ngay trên này thôi. Nhưng mà vô tình hôm nay mình xuống sót lại. Đó. Mình hái ngay trên cây nào trên này. Đó, cây đó, mình hái ngay trên đấy, nhà mình không thấy cây này. Thì năm nay vô tình mình lại còn duyên với nó. Thì bây giờ mình lại quay lại. Mình quay lại mà mình lên hái và mình quay về mình chăm. Mình trồng lại nó. Hiện tại thì mình vẫn còn một vườn, nhưng mà không to cũng không nhỏ. Đủ để chơi thôi. Ok, bây giờ mình sẽ tắt video. Mình khai thác đôi cáo trước đã. Xong tí mình quay xuống, mình sẽ đếm xem tổng này mình khai thác được bao nhiêu cây nhá. Mọi người cũng chờ xem video nhá. Ok, thì đây là toàn cảnh cái mà hoa lan đôi cáo đây. Đây nhá. Và kia. Ở đây thì toàn cái bé. Lên trên được 2-3 giò to nhá. Đó, hơi tối một chút. Mình quay ngược ánh sáng. Và đây. Mình kết nhất ở bên này. Hai đồng một giò này. Kia 2 giò. Kia. Cái xa xa kia khả năng là mình không lấy được đến. Mình chỉ lấy được đến những cái gần thôi. Đó, khá là đẹp. Cái này mình không chặt cành luôn. Chặt là sau này không còn điều mà lấy nhá. Mình sẽ lấy giò này với giò này. Tạm thời 2-3 giò kia để đấy. Sau này mình lấy được hay không thì mình không rõ. Còn đây 2 giò mình sẽ lấy này. Và ở trên nữa nhá. Kia nữa kìa. Mọi người thấy không? Đó, phê ba phê. Ok, vậy là mình đã khai thác xong rồi. Bây giờ là những cái cáo bé mình sẽ để lại nhé các bạn nhé. Các bạn thấy chưa? Vì kiểu cũng có.
Đó. Vài ba năm sau mình sẽ quay lại. Và mấy cành kia mình sẽ để lại nhá, vẫn còn hoa. Ở trên này cũng còn nhé. Thì cái này thì mang về mình trồng nó sẽ lớn cũng khá là nhanh, nhưng mà bởi vì về nhà mình cũng không chăm được, cho nên mình chỉ lấy những cây to thôi, để đây nó tự sinh sản, sinh trưởng và phát triển nhá. Đó. Bây giờ mình sẽ xuống và tí mình sẽ đếm xem tổng là được bao nhiêu cây. Đây. Đây toàn là rừng thôi mọi người nhá, nhưng mà hết rồi, không còn cây gì đâu. Những cây có giá trị kinh tế thì người ta đã khai thác gần hết rồi. Đó, toàn là rừng thôi. Bây giờ mình sẽ xuống và nhặt nhạnh những cái giò nào mình nên bỏ xuống rồi. Bây giờ mình sẽ xuống và tìm chút nữa mình sẽ về nhá. Ok, thì bây giờ mình sẽ cùng đếm chiến lợi phẩm mình nhá. Thì cũng được khá là nhiều. Mình sẽ chọn những cây cáo xếp ra riêng. Đây. Được 3 3 hay 4 giò mẹ bồng con đấy. Đấy nhá, đây là một đây là nguyên cây cáo xếp hôm nay mình đi không mang dao. Không mang nước. Mình chỉ mang mỗi cái túi đi thôi. Cái loại này thì mọi người khai thác đủ rồi này, mang về chăm nó lớn cực kỳ là nhanh. Một cây này, đó, hai cây này, ba cây này, đây cây này khá là to, bốn cây này, năm cây này, cây này to này, sáu cây này. Mình đếm mấy cặp lá nhá, một cặp, hai cặp, ba, bốn, năm, sáu, bảy cặp lá. 5 cây, 5 cây đúng không ạ? 6 này. 7 này. 8 này. 9 này. 10 này. Mình đây mình được 2 3 cây mẹ bồng con này, đưa một cây mẹ bồng con này. Đó. Đây hai cây này. Cái này khá là đẹp này. Thấy chưa? Dáng nó khá là đẹp. Đó. Ở đây được hai cây nữa. Cái này cũng mẹ bồng con này mọi người nhé. Như những loại này thì các bạn về các bạn ghép luôn như thế này cũng được. Nếu mà các bạn không không ấy thì các bạn cắt đi, cắt cái thằng này đi để cho để thằng này đẹp, không để nguyên thế này cũng được. Đây được quên mất, đây là một cây cáo xếp nữa này, được 11 12 cây ở bên kia rồi. Đây là hai cây hơi hơi cao cong một tí. Đó, cũng lá xếp mà hơi cong một chút. Đó. Đó. Tổng thành quả hôm nay được khá là nhiều. Bây giờ mình sẽ xếp vào túi và chuẩn bị về nhá. Đó các bạn thấy chưa? Đây. Đấy nhá. Rất là vui hôm nay vẫn có duyên với em nó.